Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, người Mông là một trong những dân tộc ít bị mai một về bản sắc văn hóa truyền thống. Trong dòng chảy của cuộc sống, trước sự ảnh hưởng và du nhập của nền văn hóa hiện đại đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, thì người Mông vẫn giữ gìn và bảo tồn rất tốt phong tục tập quán, tiếng nói, tín ngưỡng, văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là sự tự tôn dân tộc rất cao. Điều này đã giúp họ giữ gìn gần như nguyên bản những nét văn hóa cổ truyền. Bắt nguồn từ tập quán sinh hoạt luôn phải chinh phục những đỉnh núi cao, nên bước chân người Mông cũng uyển chuyển và uốn lượn như xe núi đầu non, để cùng hòa quyện với tiếng khèn xa xiết, khiến gió cũng phải ngừng thổi, núi cũng phải ngả lưng, đá cũng phải cúi đầu để nhường bước cho điệu khèn trên đá. Thank you.
Câu chuyện kể về mối tình thắm thiết và lời hẹn ước son sắc thủy chung của đôi trai gái người Mông yêu nhau trong cảnh cơ hàn cùng cực của chế độ phong kiến. Tuy nhiên, họ đã có lời hẹn ước son sắc. Họ tin rằng trên trời có sao sớm sao chiều thì ở đầu núi kia chỉ có hai người yêu nhau. Đối với người Mông, ngoài rất dẻo dai để chinh phục các đỉnh núi cao, thì họ còn rất khéo léo trong kỹ thuật chế tác
và tạo ra các loại nhạc cụ truyền thống như pèn, sáo, đàn môi. Cứ sau mỗi ngày làm việc vất vả thì họ lại chính là những nghệ sĩ của bản làng cùng thổi sáo, múa pèn để quên đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Thank you.
từ khát vọng của cuộc sống, mong được mưa thuận, gió hòa, bản làng ấm no, người dân mạnh khỏe. Nên cứ vào dịp đầu xuân năm mới, người Mông lại tổ chức lễ hội Gầu Tàu. Lễ hội được chia làm hai phần, gồm phần lễ và phần hội. Một nghi thức đặc biệt trong lễ hội Gầu Tàu là lễ dựng cây nêu. Thầy cũng sẽ gọi những chàng trai lực lưỡng trong bản vào rừng, chọn một cây tre thẳng và đẹp nhất đem về rừng. Cây nêu được dựng trên bãi đất rộng bằng phẳng, ngọn cây nêu bao giờ cũng hướng về hướng đông, là hướng sinh với mong muốn sinh nhiều con cháu, cũng là hướng của mặt trời với mong ước mùa màng bội thu. Khi dựng xong cây nêu, thầy cúng cho chuẩn bị lễ vật, gồm có một nông cúng, một chiếc đầu lợn, một đôi gà trống mái, tất cả đều được luộc chín, đĩa xôi, một bó lúa, một bó bát ngô, giấy bản, sợi lành, vải dệt của người Mông. Sau khi đã đủ lễ vật, thầy cúng sẽ làm lễ ngay dưới gốc cây nêu để tạ ơn trời đất. Hôm nay ngày đầu năm mới, chúng con dân bản tập trung đông đủ, cây nêu đã dựng, lễ vật đầy đủ, kính dâng lên ông bà tổ tiên, thần rừng thần núi, kính mong thần linh phù hộ cho bản làng yên ấm, năm mới mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Cầu chúc cho mọi người mọi nhà yên vui, mạnh khỏe, ăn nên làm ra, con cháu đầy nhà, chăn nuôi thuận lợi, trồng trọt được mùa, đi lại may mắn. Sau phần cúng lễ là phần nhảy khen do các nghệ nhân hay còn gọi là thầy khen thể hiện. Trong văn hóa của người Mông, cây khen Mông có thể ví như một báu vật truyền lại cho các thế hệ mai sau, trở thành một phần văn hóa không thể thiếu của người Mông. Cây khen thể hiện tâm linh, tín ngưỡng truyền thống,
là vật linh thiêng trong các nghi lễ, lễ hội của người Mông. Con trai Mông, người nào cũng đều có chiếc khèn trên vai, mỗi khi lên nương hay xuống chợ. Tiếng khèn cũng như mang trong mình một ma lực quyến rũ, vang vọng và nồng nàn giữa núi rừng đầy huyền bí nhưng rất gần gũi với con người. Sau phần nhảy khèn đầy huyền bí, lễ hội chuyển sang phần hội. Lúc này, các chàng trai cô gái thường tụ tập lại ném bao, đánh tu lô. Đây là lúc các chàng trai cô gái Mông được thỏa sức vui đùa, tìm hiểu nhau qua những trái bao, trao tình qua ánh mắt, ngỏ lời qua khúc hát sao duyên. Hỡi các cô gái xinh đẹp, mình muốn được bắt những trái bao của các bạn. Dù bạn ném sang hướng mặt trời mọc hay bạn ném sang hướng mặt trời hẳn, chỉ cần ánh mắt của bạn nhìn vào mắt của tôi là tôi sẽ bắt được trái bao của bạn. Chào các anh đã bắt được trái bao của bọn em, thì hãy kể câu chuyện về các anh cho chúng em nghe. Chuyện của anh kể rằng Tết năm nay không thật, nhưng có một chàng trai trong lòng cảm thấy trống vắng vì mùa xuân này anh vẫn chưa có đôi. Em xem kìa, các bạn anh đi hội đều có đôi có đứa. Nếu em không chê thì cho anh được kết đôi để cùng nhau kể câu chuyện về mùa xuân có hai chúng mình nhé. Em đây vẫn chưa có người mình thích,
Em đây gái nhà nghèo, làm nương ngô, nương lúa, anh có chê em không? Mùa lúa cày, anh vẫn lên nương một mình. Nếu có em cùng lên nương, thì lúa sẽ nhiều bông, ngô sẽ nhiều hạt. Vậy anh hãy tự lấy trái bao, hèn ngày đẹp, mang tang trả cho em nhé. Anh sẽ chọn ngày đẹp, tang hết em về ta mắt tổ tiên. Mùa xuân này, vui quá.